Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép shop phụ kiện Minh Thảo PCB. Em xin được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Ngày hôm nay thì bên shop Minh Thảo em về được mẫu kính ngắm mới để giới thiệu cho tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ lên một cái video ngắn để cho mọi người cùng xem nhé. Cái mẫu kính ngắm này thì đến từ thương hiệu của nhà Teago các bác nhé. Tên gọi và thông số của kính ngắm là Teago ER. Thông số của nó là 5 trừ 20 nhân cho 50 SFIR tâm số các bác nhá. Đó. Đấy. Thì em nhập cái mặt hàng kính ngắm này về để cho tất cả mọi người cùng trải nghiệm. Đây, với cái giá rất là tốt là 2 triệu 250 nghìn đồng các bác nhá. 2 triệu 250 nghìn đồng. Ở trong tầm phân khúc như thế này thì thật là khó để tìm ra một mẫu kính ngắm thông số lớn, phải không ạ? Thì đây sẽ là một mẫu kính ngắm nào để dành cho những các bác nào mà thích chơi khoảng cách xa các bác nhé. À, khoảng cách xa. Cái mẫu kính ngắm này thì có một vài những đặc điểm nổi bật, ví dụ như là có đèn hồng tâm. Đấy. Rất ít mẫu kính ngắm ở tầm tiền này có đèn hồng tâm và thông số lớn như thế này. Đó. Rất là đẹp. Của nhà Teago. Tất cả những chi tiết được làm rất chỉnh chu các bác nhé. Có những cái viền đỏ ở những lúng chỉnh. Đây là điều đặc biệt của nhà Teago mà vẫn thường là họ vẫn thường là. Đấy. Cái mẫu này thì có đèn hồng tâm đỏ và tâm xanh. Đặc biệt cái mẫu kính ngắm Teago này thì có một cái đặc điểm mà nữa, đó là có cả li vô cân bằng, không phải là bên ngoài kính ngắm như những cái dòng kính ngắm thông thường khác, mà cái mẫu kính ngắm Teago 5 trừ 20 nhân cho 50 SFIR này nó là nằm ở phía bên trong. Em mời mọi người cùng xem ở đây nhé. Tâm mình là tâm số các bác nhé. Đó. Thân kính phi 30 có đèn hồng tâm xanh, tâm xanh và tâm đỏ. Đấy. Hồng tâm xanh và hồng tâm đỏ. Cái livo giọt nước ấy, cái giọt nước cân bằng thì quay ở trên màn hình này nó sẽ không được rõ, nhưng mà ấy, các bác có nhìn thấy ở trên tâm kính này nó có một cái ngang ngang không? Đây này, nó có một cái ngang ở đây này. Đấy là nơi mà giọt nước cân bằng nó thiết kế, người ta thiết kế ở trong cái phần này các bác nhá. Đấy, phần này. Ở trong này là có cái giọt nước cân bằng ở trong 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 kính. Đây. Có giọt nước ở cái chỗ ngang ngang này, nó có một cái giọt nước cân bằng chạy ngang qua đây. Quay như này thì không thể nhìn được. Đây em sẽ cố zoom hết cỡ vào xem. À đây, các bác có nhìn thấy cái thanh đây không? Đây này, đấy các bác nhìn thấy thanh giọt nước đây, các bác nhìn thấy không? Đấy, em quay như này này. Nhìn nó hơi tối, hơi khó nhìn một chút nhưng mà anh em nhìn này. Đấy, cái nước chạy chưa? Đấy, các bác thấy nước chạy chưa? Đấy. Thì nó được thiết kế ở phía bên trong các bác nhé, thiết kế phía bên trong. Cái giọt nước này thì nó có nhiệm vụ là giúp cho các bác cân chỉnh một cách chính xác hơn, cho các bác cân chỉnh một cách chính xác hơn. Đấy. Thân kính là thân kính mẫu này là thân kính 30 nhé các bác nhé. Em sẽ zoom tầm cho mọi người nhìn. Tâm của nó đây, em bật đèn hồng tâm này. Với cái đèn hồng tâm này anh em có thể bắn ban ngày và ban đêm đều được, cả xanh cả đỏ, nhìn rất là dễ. Đó. Giá của mẫu kính ngắm Teago 5 trừ 20 nhân 50 SFIR này đang có giá là 2 triệu 250 nghìn đồng. Ở bên shop Minh Thảo này đang bán các bác nhé. Cái giá đó đã bao gồm cước phí vận chuyển rồi. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ đặt hàng bằng số điện thoại em để trên bảng tên kia. Bên em ship đó là COD đồng kiểm các bác nhé.
Rồi, video của em xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.